Giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả, những người hâm mộ bóng chuyền bên phía tay phải của trọng tài chính đó chính là đại diện của đội bóng chuyền thôn Bạc Hèo xã Thành Minh, và bên phía tay trái của trọng tài chính đó chính là đại diện đến từ đội bóng thôn Từ Cường xã Thành Minh. Và hai đội bóng chúng ta sẽ giao hữu trong vòng 5 set đấu, và đội nào thắng là 3 thì đội đó sẽ giành thắng cuộc ở vị trí tranh hạng 3 trong buổi chiều ngày hôm nay. Hai đội bắt tay nhau tỏ tình đoàn kết để bước vào thi đấu, và đội của Bạc giao bóng và đội của Từ Cường sẽ là đội được quyền giao bóng đầu tiên trong trận đấu này sẽ là dành cho các chàng trai đến từ thôn Bạc Hèo xã Thành Minh. Như vậy là bảng điện tử của chúng tôi cũng bắt đầu làm việc rồi. Tiếng kết thúc thôi, vâng. Tình huống kết thúc bóng đầu tiên của các chàng trai đến từ thôn Từ Cường xã Thành Minh đã có điểm số đầu tiên rồi, điểm số 1-0 rồi. Đã có điểm số đầu tiên rồi cho các chàng trai đến từ thôn Từ Cường xã Thành Minh. Phòng thủ tốt nào. Đó là Đức Lượng, vâng. Vâng, ở tình huống bóng vừa rồi thì chỗ trọng tài của chúng tôi đã quyết định pha bóng rồi. Bóng ngoài sân, điểm số đều đầu tiên trong trận đấu thứ nhất này. Điểm số 1 đều cho cả hai đội nào. Các khán giả của chúng ta đâu, khán giả của hai đội chúng ta hãy cùng cổ vũ nhiệt tình lên nào. Cổ vũ thật cố gắng lên để cổ vũ nhiệt tình cho cả hai đội chúng ta thi đấu nào. Vâng, đó là câu trả lời của... Vừa vẫn chưa có điểm cho cả hai đội, vâng, vẫn là những tình huống phòng thủ rất hay. Vâng, nhưng ngay sau đó thì đã có câu trả lời của vận động viên chủ công bên phía các chàng trai đến từ đội bóng Từ Cường xã Thành Minh. Điểm số 3-1 rồi. Bước vào trận đấu này chắc có lẽ là ban huấn luyện của hai đội bóng chúng ta sẽ phải chỉ đạo cho các vận động viên của mình sẽ phải thi đấu thăng hoa hơn nữa, bởi vì trận đấu tranh hạng 3 này cũng quyết định được những ngôi vị mà trong xã Thành Minh của tôi đã điểm đến, mà tất cả vị công dân của chúng ta cũng biết được nền bóng chuyền của xã Thành Minh chúng ta đang được xếp hạng ở những vị trí nào. Bóng ngoài sân, vẫn là tình huống kết thúc quy lực của vận động viên không số bên phía các chàng trai đến từ thôn Từ Cường, nhưng rất tiếc là bóng đá ngoài sân. Và lần đầu tiên ở trận đấu thứ hai này, hai đội chúng ta đã hòa nhau với tỷ số 3-3. Các cổ động viên chúng ta đâu rồi? Chúng ta hãy cùng cố gắng cổ vũ thật nhiệt tình cho các cầu thủ, các chàng trai của chúng ta thi đấu nào. Rất tốt. Một tình huống sau khi quan sát ở vị trí thuận lợi thì anh đã quyết định bỏ một pha bóng rất tuyệt vời, rất nhạy cảm cũng như rất tinh tế trong pha bóng rồi. Điểm số thứ 4 rồi dành cho các chàng trai đến từ thôn Từ Cường rồi. Bên phía các chàng trai đến từ thôn Mạc Hèo xã Thành Minh thì chúng tôi đã nhắc đến vận động viên số 7. Tiếp tục ngày hôm qua thì anh thi đấu rất thăng hoa của vận động viên này. Xin được nhắc nhở với toàn thể quý vị các bạn, vận động viên này 16 tuổi và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa chúng ta. Chính vậy trong ngày thi đấu hôm qua thì anh đang thể hiện được bản lĩnh cũng như tinh thần thi đấu thăng hoa. Nhưng mà để xem trong ngày thi đấu hôm nay thì anh sẽ làm như thế nào, có thể ghi được những điểm số quan trọng để dành cho đội bóng của mình hay không. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo có quyền phát bóng, áo số 4 Thanh Trình. Vâng, Bùi Minh Vương có một pha đập bóng rất mạnh, nhưng một cầu thủ trọng tài đã lỗi kỹ thuật của tuyển Mạc Hèo. Bắt lỗi kỹ thuật, phạm lỗi kỹ thuật. Các chàng trai đến từ hai đội xã Thành Minh tiếp tục với ngang tài ngang sức điểm 5 đều dành cho các cầu thủ của đội tuyển Từ Cường. Và như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay thì người cộng sự cùng với tôi đó là anh Minh Chiến cũng đã từ trở về với kênh YouTube trên các kênh YouTube mà tất cả quý vị các bạn chúng ta đã được theo dõi, cũng đã trở về cùng đồng hành với Minh Hồng trong buổi chiều hôm nay để thực hiện các bình luận trong buổi chiều hôm nay. Quy lực của cầu thủ áo số 7 đội tuyển Mạc Hèo đã mang về con số điểm 6-5 cho đội tuyển Mạc Hèo.
đội cầu thủ đội tuyển áo số 7 đội tuyển Mạc Hèo năm nay vừa tròn 20 tuổi. Các cầu thủ của đội tuyển A. Vâng, không có gì một pha bỏ nhỏ. Văn Lăng. Vâng, một pha cố gắng cứu bóng không thành công của các cầu thủ đội tuyển Tử Cường. Điểm tiếp tục dành về cho đội tuyển Mạc Hèo 7-5. Vâng, kính thưa anh Minh Chiến, như vậy là trong ngày hôm qua, ngày thi đấu thăng hoa của các cầu thủ thì anh cũng bận công tác tổ chức bình luận ở các giải đấu lớn hơn, nhưng ngày hôm nay anh đã có mặt để tham gia công tác bình luận tại giải đấu của chúng tôi. Thì kính thưa với anh Minh Chiến, như vậy là trải qua những ngày thi đấu thật tuyệt vời như vừa rồi thì chúng tôi, với anh Công Minh cũng đã thực hiện công tác tổ chức ở đây, nhưng hôm nay là một ngày thi đấu có thể nói rằng là tuyệt vời của các cầu thủ. Với hàng trăm hàng nghìn khán giả như thế này thì chắc có lẽ các cầu thủ chúng ta cũng thể hiện được đẳng cấp của mình cũng như là tinh thần thi đấu cao hơn. Vâng, một pha đập bóng không qua lưới của cầu thủ Trương Văn Dược đến từ đội tuyển Tử Cường. Điểm bắt đầu nâng lên cách biệt 4 điểm, 9-5 cho cầu thủ đội tuyển Mạc Hèo. Vẫn là những pha tấn công đơn giản đến từ biên 4 của cầu thủ đội tuyển Tử Cường. Vâng, bắt ra trượt một hỏng rồi. Các cầu thủ của Tử Cường lại tiếp tục chưa hiểu ý nhau. Phải chăng trong mùa giải năm 2023 tại quê hương Sồi Cốc tổ chức ngày hôm nay thì các cầu thủ của đội tuyển Tử Cường với những pha phối hợp bài bản. Vâng, một pha chuyển hướng tấn công người ở bên hai nhưng mà vẫn là còn không được rồi. Nỗ lực cứu bóng của các cầu thủ đội tuyển Mạc Hèo không được, vậy là một điểm nghiêng về cho các cầu thủ đội tuyển Tử Cường, điểm 60. Ngay khi chúng tôi đang nói về hướng vướng mắc tấn công của các cầu thủ đội tuyển Tử Cường ở biên 4 thì biên 2, một cầu thủ lão tướng của đội tuyển Tử Cường đã có câu trả lời mang về số điểm. Văn Lăng. Vâng, phải nói cầu thủ Văn Lăng trong đó số 8 của đội tuyển Mạc Hèo. Em vừa tốt đơn nghiệp với là 2 năm nghĩa vụ trở về với quê hương và tham gia những giải bóng chuyền của quân đội với một pha đập bóng kẻ y rất đẹp mắt. Vâng, một cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo phạm lỗi kỹ thuật, chạm tay vào lưới, cầu thủ mang áo số 9. Điểm nghiêng về cho cầu thủ đội tuyển Tử Cường, 7-11. Vâng, một pha bỏ bóng, không một cầu thủ nào của đội tuyển Mạc Hèo theo. Điểm tiếp tục nâng về cho các cầu thủ của đội tuyển Tử Cường, rút ngắn cách biệt còn 3 điểm, 8-11 được quý vị ạ. Vâng, một pha đập bóng vị trí 3-3 rất mạnh của Văn Luận của đội tuyển Mạc Hèo, nhưng mà anh đã phạm lỗi kỹ thuật, điểm thuộc về các cầu thủ đội tuyển Tử Cường, 9-11 rồi, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Liệu ban huấn luyện của các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo có đưa ra chỉ đạo? Các cầu thủ của đội tuyển Tử Cường đã lên 4 điểm rồi. Vâng, tiếp tục là một pha phối hợp tấn công chưa ăn ý. Vâng, Mạc Hèo tấn công, cầu thủ mang áo số 9 đập bóng chạm tay chắn của các cầu thủ đội tuyển Tử Cường, bóng đi ra bên ngoài sân, điểm 12-9 cho các cầu thủ Mạc Hèo. Văn Lăng áo số 8 phát bóng. Vâng, vị trí triển khai biên 4, cầu thủ vâng áo đen không số của Tử Cường nhảy rất cao, đập bóng rất mạnh nhưng bóng không qua lưới, điểm thuộc về các cầu thủ đội tuyển Mạc Hèo, 13-9, cách biệt 4 điểm. Chuyền một hỏng. Vâng, một pha bỏ nhỏ chứ không có gì nguy hiểm cả. Vâng, vậy nhưng một pha bắt chuyền một hỏng của Thanh Trình cũng mang lại một điểm cho các cầu thủ đội tuyển Mạc Hèo, 14-9. Các cầu thủ của đội tuyển Tử Cường trong pha bóng vừa rồi đã bị bất ngờ. Văn Lăng. Vâng, được một rất đẹp, vị trí 3-3. Vâng, không được, không qua được với bàn tay phải nói là rất to cao của cầu thủ mang áo số 15 Văn Luận của đội tuyển Mạc Hèo, đã bị bắt bài. Đấy, ông lùi vào đấy, không cho bóng có đánh vào phát là 15-9 được các cầu thủ đội tuyển Tử Cường ơi. Đã cách biệt 6 điểm rồi.
Vị trí biên 2 của Vâng ở Trương Văn Được đập bóng chạm tay chắn bay ra bên ngoài sân. Một pha đánh bóng như búa mổ của Trương Văn Được đã mang về một số điểm, rút ngắn tỷ số 10-15. Bây giờ điểm này vâng, ngay sau đó là anh lại có một pha phát bóng hơi thừa lực, bóng đi ra bên ngoài sân khoảng 10 cm. Điểm 16-10. Cầu thủ mang áo số 9 của Mạc Hèo phát bóng. Vâng, một pha Bùi Minh Vương, một pha ná Đại Bác của Bùi Minh Vương đến từ câu lạc bộ Tự Cường. Anh đang năm nay đang công tác ở câu lạc bộ Hà Nội. Một pha đánh bóng rất mạnh, uy lực, chạm tay chắn đi ra bên ngoài sân. 11-16. Vâng, một pha không chắn Bùi Minh Vương. Vâng, một pha đánh trên chắn có còn không ạ? Vẫn là còn, không được rồi, bóng đã đi ra hết đường biên. Vậy là điểm tiếp tục thuộc về cho các cầu thủ của đội tuyển Tử Cường. Một pha lên công rất khởi sắc của Bùi Minh Vương, cầu thủ mang áo đen không số. Thanh Trì. Vâng, một pha đánh bóng rất nhẹ nhàng, không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà không một cầu thủ nào của đội tuyển Tử Cường có thể theo được pha bóng vừa rồi. Vậy là điểm lại thuộc về cho các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo. 17-12. Bàn luận phát bóng rất nhẹ nhàng, tình cảm rồi. Biên 2, vâng, vẫn đang còn. Một pha bỏ nhỏ của Thanh Trì chưa thành công. Không được rồi, một pha chuyển bóng không hiểu ý nhau của các cầu thủ của đội tuyển Tự Cường. Liệu pha bóng vừa rồi chuyển hai của Tự Cường có ý định là đánh hàng sau vị trí biên số 4, 3-4. Ngay sau đó thì Văn Luận áo số 15 của đội tuyển Mạc Hèo có một pha vút cần đàn đi ra bên ngoài sân, hết cả sân bê tông quý vị ạ. 13-18. Số 4 Thanh Trì đập bóng rất mạnh, vẫn đang còn, phòng thủ tốt. Vâng, số 7 lần này là hai pha đập bóng liên tục của các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo. Các cầu thủ của Tự Cường chỉ biết phòng thủ trong choáng váng. 19-13. Biên 2 và biên 4 của Mạc Hèo đang thi đấu rất đều tay. Thanh Trì. Vâng, lại tiếp tục là một pha bắt bóng hỏng, chuyền một hỏng của Tự Cường. 20-13. Cách biệt 7 điểm rồi. Vâng, lại là một pha chuyền hỏng tiếp của cây chuyền 2 áo số 5 của Tử Cường. 21-13. Trong những giây phút đầu tiên vào sân khởi động bán vé của đội tuyển Tử Cường thì những pha chuyền bóng rất hợp lý, cũng như vị trí biên 2 và biên 4. Vâng, lần này Bùi Minh Vương. Vâng, một pha đập bóng uy lực của Bùi Minh Vương mang về một số điểm quý giá rồi. Bây giờ là 14-21 rồi. Nhưng mà bây giờ trên hàng công của Tử Cường thì có cầu thủ Trương Văn Dược và cầu thủ mang áo số 2 Bùi Minh Vương đã xuống hàng sau. Văn Lăng. Vâng, đã chưa được, vẫn đã còn. Trương Văn Dược đập bóng rất mạnh. Vâng, bóng quyết định của trọng tài, bóng ngoài sân. 22-14. 22-14 cho Mạc Hèo. Với lứa cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo có cầu thủ mang áo số 15 là Kỳ Cựu. Vâng, cây chuyền 2 cũng đã thi đấu trong màu áo của đội tuyển Mạc Hèo khoảng 4 năm nay. Cầu thủ Văn Lăng, cầu thủ mang áo số 9 và Thanh Trì là những cầu thủ đang còn rất trẻ. Văn Lăng nhảy rất cao, bò nhỏ rất tuyệt vời. Một pha phải nhãn quan quan sát chiến thuật rất tốt của Văn Lăng, cầu thủ mang áo số 8. Mặc dù anh có một chiều cao không được lý tưởng như các cầu thủ ở trên sân, nhưng với nhãn quan chiến thuật đầu óc của mình thì anh có một pha bỏ nhỏ điền vào chỗ trống. Điểm 23-14 cho Mạc Hèo. Ngay trong set đấu đầu tiên, áo số 7 Mạc Hèo phát bóng.
Trương Dược. Vâng, một pha đập bóng uy lực của cầu thủ mang áo đen không số Trương Dược, 15-23. Áo số 2 của Từ Cường phát bóng. Biển 2, áo số 9. Vâng, một pha đập bóng không chạm tay chắn, bóng đi ra bên ngoài sân. Đến từ biên 2 của đội tuyển Mạc Hèo, 16-23. Văn Lăng. Vâng, ngay khi tôi gọi tên anh ấy thì anh ấy có một câu trả lời đánh bóng rất mạnh, bóng đi ra bên ngoài sân. Điểm 17-23. Các cầu thủ của đội tuyển Từ Cường chúng ta cùng cố gắng lên. Một pha phát bóng, vâng, Văn Luận. Văn Lăng lần này tiếp tục là Văn Lăng phòng thủ tốt, chuyền lên cho ai? Hàng sau ba, vâng, một pha bỏ nhỏ vẫn đang còn, hay quá, Tấn. Áo số 9, vâng, một pha kẻ y nhưng mà không thành công, đội bóng lại đi ra bên ngoài sân. 18-23 rồi, các cầu thủ của đội tuyển Từ Cường ơi. Chỉ còn 5 điểm nữa thôi. Các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo chỉ cách chiến thắng trong hiệp đấu đầu tiên, chỉ còn 2 điểm. Số 9, bỏ nhỏ lại không không qua lưới rồi. 19-23 rồi. Báo cáo trọng tài, đội tuyển Mạc Hèo có sự hội ý 30 giây trong hiệp đấu đầu tiên. 5 điểm rồi. Hàng công của đội tuyển Mạc Hèo, Văn Lăng và cầu thủ mang áo số 9. Xin mời anh Thiết, chúng ta sẽ cùng đăng ký số áo cũng như tên các cầu thủ cho ban tổ chức của chúng tôi trong trận đấu đầu tiên này. Khi các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo đã vươn lên dẫn các cầu thủ của đội tuyển Từ Cường với con số 8 điểm. Nhưng mà ngay bây giờ thì số điểm rút ngắn đến biệt chỉ còn 4 điểm nữa thôi. 19-23 rồi. Vẫn là cầu thủ mang áo số 2 chủ công của đội tuyển Từ Cường phát bóng rất nhẹ nhàng, bước 1 tốt. Chuyền 2 cũng tốt. Và vâng, pha xử lý pha dứt điểm cuối cùng của Văn Lăng không còn đâu để chê nữa. 24-19 rồi. 24-19 rồi. Một pha vét sân đánh sang vị trí số 4 của đội tuyển Từ Cường. Rất tốt của Văn Lăng. Chúng tôi đã nói rất nhiều về nhãn quan với tư duy chiến thuật của Văn Lăng. Vâng, một pha 3-3 hàng sau không qua lưới. Vậy là trong hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ của đội tuyển Mạc Hèo đã giành chiến thắng với tỷ số 25-19.